Nó
ơi, ông hồi nãy cũng vậy là... Ở Việt Nam qua đây ông già nó cũng nhiều. Việt Nam qua đây hạnh phúc cũng nhiều dữ thì trời. Mày nói đi, gốc mẹ ở đây á, người Trung qua nhiều lắm á. Trái ăn đủ chứ đừng. Có chỗ hả, ở đầu đường ngoài soi 19 á, con nhỏ lắm hay ghét lắm. Nó bắt mày lấy một bịch, nó không báo mày cái thôi. Ông lấy cái người bỏ lưỡi hành tiêu á. Hay quá mà, quá hay ngon à. Cái này là vịt khô hả? Đông pha chứ đâu có dịch Đông pha nè. Tao nghi nó là heo Đông pha á. Tao nghi nó là heo Đông pha đúng không? Rụa heo lỗ tai gì đùm lum á. Dịch luôn. Nè, tao nghi là heo Ba Rọi Đông pha đó. Thank you.